Mến chào quý bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn Hoa Kiển và nhà vườn anh Thanh Tuấn nha. Thì hôm nay giao lưu hoa giấy thành phẩm ghép nhiều màu rất đẹp nha bà con. Cây lắc lượng siêu hoa, mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với anh Thanh Tuấn ạ. Chào anh Tuấn. Dạ chào anh Liêm ạ. Dạ chào, mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh nha. Hôm nay nhà vườn em có lên một số hoa giấy ghép một cốt tàng thông nha quý cô chú anh chị. Dạ không mất thời gian thì em lên mã số 1 ạ, một cây cẩm thạch tím ạ. Chiều cao là 90 ạ. Tán ngang là 50 ạ. Hoành em đo được là 15 ạ. Cái mã số 1 này em giao lưu quý cô chú anh chị là 350k bao ship ạ. Một cái tàng thông dán một cốt lắc lượng nhiều tầng. Nhiều tầng. Tiếp theo mã số 2 ạ, một cây cẩm thạch trắng ạ. Cây đang full bông luôn. Chiều cao là 90 ạ. Tán ngang là 55 ạ. Hoành em đo được cũng là 15 ạ. Cây mã số 2 cẩm thạch trắng này em giao lưu quý cô chú anh chị 350k bao ship luôn ạ. Ok cẩm thạch trắng ạ. Tiếp theo mã số 3, một cây cẩm thạch tím luôn ạ. Chiều cao là 1m1 ạ. Tán ngang là 50 ạ. Hoành em đo được là 15 luôn ạ. Cây mã số 3 này cũng tàng thông nha quý cô chú anh chị. Một cốt. Cây này em giao lưu quý cô chú anh chị là 370k bao ship ạ. Tiếp theo mã số 4 ạ. Cây tím tuyết ạ. Chiều cao là 90 ạ. Tán ngang là 70 ạ. Hoành em đo được là 16 ạ. Cây mã số 4 tím tuyết này em giao lưu quý cô chú anh chị là 350k ba ship ạ. Cây này cũng một cốt co lắc nha, dán tặng. Mã số 4 ạ. Tiếp theo mã số 5 ạ. Cẩm thạch tím ạ. Siêu hoa. Chiều cao là 98 ạ. Tán ngang là 50 ạ. Hoành em đo được là 15 ạ. Cái mã số 5 này em giao lưu quý của chú anh chị là 370k ba ship ạ. Cái mã số 5 ạ. Tiếp theo mã số 6 ạ. Cẩm thạch tím ạ. Chiều cao là 1m05 ạ. Tán ngang em đo được là 60 ha. Hoành em đo được là 14 ạ. Cây này ghép 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng đây. Cây này mã số 6 vô lưu quý của chú anh chị là 370k cho cây 3 tầng một cốt ạ. Tiếp theo mã số 5 ạ. Ô mã số 6 ạ. Mã số 7 chứ. Tiếp theo là mã số 7. Cây ghép cẩm thạch nhiều màu ạ. Chiều cao là 67 ạ. Tán ngang là 50 ạ. Hoành em đo được là 20 ạ. Cây mã số 7 này gồm có là cẩm thạch lục bình là 1 nè. Cẩm thạch trắng là 2. Cẩm thạch bờ là canh là 3. Cẩm thạch cầu vòng, cam cầu vòng là 4, đỏ lửa là 5. 5 màu. Cẩm thạch hồng. Hồng. Đây, cẩm thạch hồng ở đây, 6 màu. Cái mã số 7 này 6 màu nha quý của chú anh chị. Đây cẩm thạch hồng nè, da bông luôn nè, hồng. 6 màu. Cái mã số 7 này em giao lưu quý của chú anh chị là 400k bao ship ạ. Một cây cẩm thạch 6 màu. Tiếp theo mã số 8. Cây cẩm thạch nhiều màu luôn á. Chiều cao là 75 ạ. Tán ngang là 50 ạ. Hoành em đo được là 19 ạ. Cây mã số 8 này gồm có là cẩm thạch đỏ lửa là 1 nè. Cẩm thạch ba la canh là 2 nè. Lục bình là 3. Cam cầu vòng là 4.
Thơm thạch tím siêu bông. Tím siêu bông là 5. Cái này 5 màu quý của chú anh chị. Cây mã số 8 5 màu em giao lưu quý của chú anh chị là cũng 400k bao ship luôn á. Cây 5 màu. Tiếp theo mã số 9 á. Cây cẩm thạch tím siêu hoa. Chiều cao là 90. Tán ngang là 45 ạ. Và anh em đo được là 18 ạ. Cây mã số 9 này em giao lưu quý của chú anh chị là 350k. Cái này cũng ghép tặng luôn nha quý của chú anh chị. 350k. Tiếp theo mã số 10. Ok, trắng tiết ạ. Chiều cao là 60 ạ. Tán ngang cũng 60 luôn ạ. Mình có đo được là 18 ạ. Cái mã số 10 này cái trang tiếp cho lưu quý cô chú anh chị là 340k bao ship cho mã số 10 ạ. Bó hoa luôn. Mã 11 á, cẩm thạch. Nhiều màu ạ. Chiều cao là 60 ạ. Tán ngang là 50 ạ. Và anh em đo được là 20 ha. Cái mã số 10. Số 11. 11. Mã 11. Mã 11 gồm có là hồng là 1 nè, cam thạch hồng. Cầu dừa cam cầu vồng là 2. Là 2. Lục bình là 3. 3. Trắng 4 là 4. Bờ can là 5. 5 màu. Cái này 5 màu giao lưu quý của chú anh chị là 400k bao ship luôn cho mã 11 á. Tím siêu bông nữa, 6. Ừ, có tím siêu ha, siêu bông ở đây luôn. 6 màu. 6 màu, cái này 6 màu nha quý cô chú anh chị. Cây mã 11 6 màu, giao lưu 400k bao ship luôn. Tiếp theo mã 12 cũng cam thạch nhiều màu luôn. Chiều cao là 70. Tán ngang là 45. Mình có đo được là 20. Cây mã 12 gồm có là tím siêu hoa là 1 nè. Cam thạch lục bình. Lục bình là 2. Cam cầu vồng là 3. Đỏ lửa là 4. Đỏ lửa 4. Và lơ can là 5. Trắng 6. Trắng là 6. Cây mã 12 này 6 màu nha quý của chú anh chị. Cây mã 12 này em giao lưu quý của chú anh chị là 400k bao ship luôn. Đó, cho cây 6 màu. Tiếp theo mã 13. Thật nhiều màu. Chiều cao là 80. Tán ngang là 65. Hoành có đo được là 20. Cây mã 13 gồm có là tím siêu hoa là 1, hồng là 2. Lục bình. Lục bình là 3. Trắng. Trắng là 4. Cam cầu vồng là 5. Bờ lê can là 6. Cây này 6 màu. Cây mã 13 6 màu, giao lưu quý của chú anh chị là cũng 400k luôn cho cây 6 màu. Tiếp theo. Mã 14 á. Cây dép pizza. Chiều cao là 80. Tán ngang là 50. Và năm đo được là 13. Cây mã 14 này em giao lưu quý của chú anh chị là 240k bao ship cho một cây dép pizza. Tiếp theo, mã 15, một cây dép pizza luôn. Cây để sổ quắn quái. Chiều cao là 85. Tán ngang là 60. Và em đo được là 13. Cây mã 15 này dép pizza giao lưu quý của chú anh chị là cũng 250k bao ship luôn. Cây gãy rất là đẹp. Full ha. Tiếp theo mã 16. Một cây cẩm thạch tím luôn. Chiều cao là 90. Tán ngang là 53. Hoành có em đo được là 16. Cây mã 16 này em vô lưu quý của chú anh chị 340k bao ship. Một cây tàn thông luôn.
Tiếp theo mã 17 á, giấy pizza chiều cao là 72, tán ngang đo được là 55, cây đang búp nụ. Dạ, hoành em đo được là 16 á. Cây này đang búp nụ mà dáng co lắc dáng bay luôn nè. Cây này em giao lưu ý của chú anh chị là 320k cho cây co lắc á. Mã 18 ạ, mã này là mã chót ạ. Chiều cao là 75 ạ, tán ngang là 50 ạ, hoành em đo được là 21 ạ. Cây mã 18 cũng có lục bình là 1 nè, hồng là 2, tím siêu hoa là 3, đo lửa là 4, bờ canh là 5, cây này 5 màu. Cây mã 18 5 màu giao lưu quý của chú anh chị là 400k bao ship luôn ạ. Dạ, mã 18 là mã cuối cùng của em ạ. Rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem cuối clip. Em chân thành cảm ơn ạ. Rồi, em cảm ơn nhà vườn Thanh Tuấn nha. Mến chào bà con. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Hẹn gặp lại bà con mình những clip kế tiếp luôn ạ.